Đó. À, anh em có thể xem livestream ở trên fanpage Võ Công Truyền Kỳ Sơn Hà Trà Tắc nha anh em. Rồi, lên đi anh ơi. Mời lên live giùm em đi. Mấy lần chưa? Mấy lần chưa? Mấy lần chưa? À, anh Khải kéo cái khung hình qua bên trái dưới đi. Trung Nguyên Khải có khui gì 40-50 rương là cao rồi. Đây đến cả 100 rương vãi cả nồi. Ông anh đầu tư chiều chơi quá. Ok, hello Trần Quang Định nha. Hello Trần Quang Định trên fanpage nha. Hello anh em. Lâu rồi mới like là trên fanpage. Cái gì không có gì hơn. Duy Khải chúc anh em trên cụm Võ Công Truyền Kỳ Sơn Hà Trà Tắc một buổi tối xem livestream vui vẻ. Và chúc anh em luôn ấm áp với gia đình anh em ơi. Ok, hello Đại Lục nha. Rồi không biết là mở cái rương này có tốn tiền vàng không. Không biết server này có tốn không. Trời ơi, như những server trước Khải có chơi thì một rương nó tốn là 50 vạn, 100 vạn một rương á. Được Khải test thử một rương coi có tốn tiền vạn gì không. Ôi, không có anh em, không có tốn anh em. Cái này chỉ tốn nhân phẩm thôi anh em ơi. Cái này chỉ tốn nhân phẩm thôi. Rồi, đầu tiên một gia truyền hiệp cốt. Ok, được Khải gom hết lại anh em ơi. Đó, 100 rương nha, chọn 100 rương luôn, không sai nha anh em. Không sai nha anh em. Ông anh mình không chịu chơi, mua ông liên hợp mấy ông giả tạo, ông mua hết mấy cái rương này rồi. Rồi, gì đây? Dây chuyền thời gian cho 30. Ok, anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like chia sẻ nè mày. Ok, tiếp tục khui. Khải mua ít may mắn quá tử các kiểu coi. Đây, su đây. Thiên Sơn đây. Thiên Sơn đây. Bật cái dòng kháng cả phổ độ tăng may mắn cho vui coi. Nó có tăng được thì tăng không thôi. Rồi, dứt. Rồi, ngồi chỗ Tương Dương là thằng vô vô. Đây, đỡ Khải mở cho anh em xem nha. Đây, bây giờ Khải sẽ chuyển qua màn hình mở luôn cho anh em xem. Đó, vừa rồi Khải chỉ test một cái thôi anh em. Ok, Eclon, lấy Eclon đứng đợi cái gì mà chặt rương mình cũng chuyển qua luôn anh em. Chặt rương mình cũng chuyển qua luôn anh em. Rồi rồi, siêu phẩm mình chỉnh sẵn hết luôn rồi. Rồi, ok. Rồi, hóng siêu phẩm hồi hiệp cốt nhu tình nha anh em ơi, 100 rương. Rồi, mở nha anh em, mở nha anh em ơi. Được rồi đó, mở rương rồi nha anh em, mở rương nha. Đó, từ từ nha anh em ơi. Được rồi, trên fanpage thì anh em có nói gì không. Hello anh em nha, hello mọi người nha. Có bốn một rương, bắn như một rương lời, bắn như một rương lời. Rồi, khui nha anh em. Một dây chuyền, một nhẫn, một dây chuyền đậu xanh, một áo hiệp cốt. Một áo hiệp cốt là thấy ok anh em. Một áo hiệp cốt, một nhẫn nhu tình, một nhẫn hiệp cốt, một ngọc bội nhu tình. Ngọc bội nhu tình nha. Ôi, ngon, quá ngon em ơi, quá ngon em ơi. Trời ơi, có khi nào ra áo như đủ tính ra ao ra áo hiệp cốt. Lúc nãy mà ra áo nhu tình là đủ một set rồi anh em. Một gia truyền nhu tình, một ngọc bội, quên, một nhẫn hiệp cốt, ra một cái ngọc bội nhu tình là ngon rồi. Tí nữa coi thì không biết ngọc bội như thế nào em ơi. Không biết ngọc bội sẽ ra sao. Không biết con bò sẽ ra sao. Anh em đang xem đừng quên cho một like và chia sẻ em ơi. Cái áo này 30 là vứt sốc luôn anh em. Áo ít nhất phải 4 ít chứ 30 sao được. Cái áo này ít nhất phải 40 em ơi. Nó phải trên 40. Rồi khui. Nhẫn tiếp. Rồi từ anh em ơi. Canh vậy. Tiếp tục. Nhẫn nữa. Trời ơi, sao toàn nhẫn không người ta. Dây chuyền đậu xanh. Ui, đậu dây chuyền hiệp cốt nhiều vậy ta. Toàn đồ hiệp cốt thôi. Được một ngàn bò nhu tinh này. Ui, toàn dây chuyền hiệp cốt em ơi. Lại dây chuyền hiệp cốt. Ui, lại dây chuyền nhu tinh. Lại dây chuyền nhu tinh. Tiếp tục. Dây chuyền nhu tinh. À, ở đâu ra hả? Ông anh bên nước ngoài đầu tư nè. Ông anh bên người đầu tư đấy. Rồi, ok. Không ra áo nhu tình là lỗ, đúng rồi, không ra áo nhu tình là lỗ anh em. Áo nhu tình mà giờ ra cái áo nhu tình là có tiền ấy. Rồi chặt rương này. Rồi được coi, bói cái ngọc bội coi, bói ngọc bội nhu tình coi. Ngọc bội áo. 44, trời ơi, 44 không đạt móc rồi, chỉ đạt móc 40 thôi. Nói chung là cũng được. 47 đạt móc anh em, 47 đạt móc nha. Trời ơi, cái này 47 là đẹp rồi, 44 đen rồi. Ôi, ngọc bội 20 được đấy, ngọc bội 20 được đấy, ngọc bội 20 được đấy. Ngọc bội 20 được đấy. Bò 20 được nha, bò 20 được nha. Trên móc 19 là đẹp rồi.
Đẹp rồi, đẹp rồi. Giao dịch nó bắt đầu đó. Được rồi đó. Cắt bắt đầu anh em ơi. Cắt đây, tới tiếp tục coi có món nào mát không. Dây chuyền. Nhẫn, dây chuyền. Dây chuyền 29 37 16 22 23. Có cái nào mát 40 không? 39 38 26 33 26 38 29. Rồi không có cái nào mát luôn. Thằng Minh thôi anh em ơi. Thằng Minh thôi, không có nào mát hết. Không có nào mát hết. Em bữa giờ anh em ơi, em bữa giờ anh em ơi. Hoa sơn cảnh kỳ trường. Ra cái cầu đứng giờ nó thơm rồi. Anh em đang xem thì đừng quên cho một like, đỡ lại một like và chia sẻ chơi anh em ơi. Một like và chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Hiện tại Khải đang like song song trên kênh YouTube cũng như là fanpage. Vì anh em xem ủng hộ ghé một like chơi nha anh em. Nói chung là không biết nó có ra cái áo nhu tình hay không thì cũng đang rất là hóng anh em. Đang rất là hóng ra áo nhu tình cho ông anh. Chia sẻ hả? Anh em chờ chút nha. Chia sẻ anh em ơi, chia sẻ nhiệt tình anh em ơi. Rồi đứng cái cầu cảm giác đẹp rồi ấy. Rồi chia sẻ lên lên trang fanpage ngay rồi tiếp tục. Tiếp tục khui tiếp nha anh em. Tiếp tục khui tiếp nha. Rồi khui này. Đây chạy ra cầu đây. Đứng chỗ góc này hồi trước Khải hay khui đồ ở góc này này. Đó góc này dù ánh trăng mặt trời quá đẹp luôn. Đó ánh trăng nó quá chắc luôn. Sao tối này khui nha anh em, khui nha. Khui nha. Dây chuyền. Kim áo nhu tình rồi. Dây chuyền. Ôi lại một áo hiệp cốt. Lại một áo hiệp cốt là ok. Lại một áo hiệp cốt rồi. Lại một áo hiệp cốt rồi anh em ơi. Dây chuyền. Dây chuyền. Đủ chết rồi. Đủ chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi, server này á, ạc giả tẩu hơi bị nhiều đấy, đừng có đùa. Cả ngang ạc, đây có 100 ạc, ăn thua gì. Đây là móc 2k thôi. Mà cái này là nhiệm vụ hiện tại bây giờ móc đã 3.000 nữa rồi. Cái này là ổng ém này là gần cả tháng trời rồi anh em. Mày chạy ở đâu? Kiếm cái áo nhu tình coi. Dây chuyền. Dạ là chưa, vậy là ông Thư Anh chưa thấy tôi đầu tư khui rương rồi. Hãy quay lại những cái video kênh cũ của tôi nha, server Đại Trung Nguyên nha. Tôi khui là như là ba cái rương này á, tôi khui cả 100 rương này, rồi rương hiệp cốt nhu tình, rồi rương an bang tôi khui 70 rương. Một lần khui là tốn 3-4 triệu bạc đấy ông đừng có đùa. Mày đơn giản là không có ông khui đâu ông ơi. Người ta phải bỏ tiền vào mới có mua chứ có đâu mà gom hay vậy. Đây gom một lần bữa giờ gom cả tháng này mới có ấy. Đồ cho đời toàn gia truyền với kia không ta, kiếm áo nhu tình rồi. Nhẫn. Ôi hai áo hiệp cốt, ba áo hiệp cốt rồi anh em ơi. Ba áo hiệp cốt rồi anh em ơi. Ba áo hiệp cốt rồi, đây cho anh em xem. Áo này, bôi áo cho anh em xem này. 49 rồi, ok được áo ngon. Đồ áo này 50 đẹp rồi anh em ơi. Áo này 50 đẹp rồi. Đây để cho anh em xem đúng không? Đây. Đấy, chúc nha, 1 2 quá ngon luôn. Có logo mình đỡ nó mục tiêu ta. Logo. Rồi đây. Rồi ok chưa? Rồi. Áo ơi. 42. Cái 49 ok, cái 49 ok này, 49 đặt móc 47 này. Rồi từ từ đã, cho nó diệt các rương đã. Tiếp tục ha, còn 5 cái một khu ở nhà đây. 1 2 3 đủ tụ giới chiến hiệp cốt. Toàn chiến hiệp cốt. Một áo nữa. 100 rương 70 cái nhẫn nè. À nghĩa tống khui 100 rương 7 được 70 cái nhẫn hả? Ơi một áo nữa anh em ơi. 50 không? 50 không? Được rồi. 50 rồi. Ra được một ngọc bội nhu tình là ngon rồi. 46. Trời ơi 47 được rồi. Đậu xanh ra 46 thôi anh em. Ra 46 rồi anh em. Rồi. Trời ơi. Tính ra được một áo này đẹp này. Áo này 49 cũng được nhưng mà nó không đặt móc, cái này 40 thôi. Cái này 40 thôi. Ok, chuyển qua bên này đi. Ba cái hồng mắt chuyển qua bên đi. Không đặt móc chuyển qua bên đi. Hello anh em nha, mới vô, hello mọi người nha. Áo nhu tình giờ giá khoảng nhiêu vậy? Hello bố gấu nha. Hiện tại server này thì Khải chưa sở hữu áo nhu tình, là Khải cũng chưa rõ nữa bố gấu ơi. Khải cũng chưa rõ nữa anh em ơi. Chắc chắn nó sẽ đắt giá tại vì server này đồ rất là hiếm anh em.
ngọc bội hiệp cốt với lại áo nhu tình thì nó rất là hiếm, gọi là hàng hiếm server anh em. Hiện tại server chỉ có vài cái thôi, mà trong cái đó là đua top với lại đua top băng hội với lại giải thưởng này nọ thì mới có thôi, chứ còn bình thường không có được. Chưa thấy ai có dây chuyền nhẫn à, đục dây chuyền nhẫn nhiều dữ ta. Ui trời ơi, dây chuyền quá trời luôn. Cho hỏi dây chuyền nữa. Đậu xanh, toàn dây chuyền đậu xanh. Ra gì khác ơi, lại dây chuyền nhu tình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi, mở 10 rương ra hết 8 cái dây chuyền nhu tình này. Áo nhu tình ơi, lại một áo dục cốt. Lên núi à, ok lên núi. Núi này à, núi này xấu bà cố luôn à. Lên núi này làm gì anh em. Một áo nhu tơ, một áo hiệp cốt anh em ơi. Một áo hiệp cốt anh em ơi. Hiệp cốt coi. Nhẫn. Dây chuyền. Nhẫn. 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 Đục. Cho rồi, không thấy ngọc bội anh em ơi. Được rồi, giao dịch cho đỡ nó chặt rương, không biết đỡ chỗ nào anh em. Đồ. Chặt rương ngoài ta. Trời ơi, 39. 32. 3 nhẫn hiệp cốt khá là nhiều. Rồi. Còn đúng hàng dọc mở thì nó ra nhận chứ ra áo lú vậy. Ui, ôi đồ xanh chặt rương ta. Anh em chờ chút, đồ xanh chặt rương rồi. Full rương đậu xanh. Rồi. Ra bài ngập bội, đúng rồi, ra bài ngập bội đi anh em, ra bài ngập bội đi. Còn 33 cái thôi. Chơi, rồi vô tiền, được rồi. 28-3. Quay, the hell, what the hell. Anh em thấy gì chưa? Rồi vô tiền để chụp hình khoe ông anh ấy thôi. Ông anh có xem không? Đậu xanh, thấy chưa? Mày chạy đâu hả bưởi? Chạy đâu hả bưởi? Ra ngập bội hiệp cúc, quá chất luôn. Đó, cho anh em xem. Hú hú. Hú hú. Đậu xanh, anh em thấy gì chưa? Rồi, đủ xét hiệp cốt, đủ xét hiệp cốt, đủ xét hiệp cốt, đủ xét hiệp cốt. Đủ xét hiệp cốt rồi. Đủ xét hiệp cốt rồi. Để cho khoe ổng tí rồi. Ra được ngập bội này. Đủ xong lắc giờ ta. Phải khui tiếp anh em từ từ tính. Đó. Đó, thấy chưa? Anh em thấy gì chưa? Hồi trước Khải cũng khui tầm 60 rương, 70 rương là Khải có một cái ngọc bội rồi anh em. Đó, anh em chịu khó, anh em đầu tư, anh em khui hên xui anh em, đó là biết được. Oh, quá chất, quá chất, quá chất. Quá chất luôn. Tiếp tục. Bán nhiều anh ơi. Dây chuyền. Áo nhu tình ơi, giờ còn áo nhu tình ơi. 20 cái cuối anh em ơi, 20 cái cuối. Lại một áo giục cốt. Đồ, ngon ngon ngon. Đồ tính ra là áo nhiều vậy ta. 41, trời ơi, 41 ăn thua rồi. Rồi, đủ xếp hiệp cốt nha, đủ xếp hiệp cốt nha, đủ xếp hiệp cốt mắt luôn. Hiệp cốt mắt luôn. Đây, cho anh em xem này. Nha, xếp mắt hoàn toàn nha. Đây, 49 này. 49 này. 40 này. 24 này. Ngọc bội hiệp cốt này, đó, thấy chưa? Ok chưa? Ok chưa? Khải cốc bất rương nè anh em ơi, quá ngon. Còn cái ngọc bội 25 năm nữa. Đồ, ngon rồi. Để tiếp tục, tiếp tục. Chuyển qua anh em còn cái nào nữa không? Khui tiếp từ cắt rương đã. Quá chất luôn. Đó, ông anh khui, ông anh xác định kiếm một set hiệp cốt mà. Với 30 kim, tính đâu tính ra hơn 40 kim chứ. Ông hết 40-50 kim rồi đó anh em, hết 40-50 kim mà tính ra được nguyên set hiệp cốt là ngon rồi. Trời ơi, nguyên set hiệp cốt full hộp luôn mới ghê chứ. Full set bắt hộp nha. Nói chung là kháng cả 3 thì chưa được ưng cho lắm, nhưng mà cũng dạng là êm rồi anh em, kháng cả 3. Tính ra là ok rồi, còn lại 20 cái nữa nó ra thêm cái áo nhu tình nữa là lụm tiền anh em. Ra thêm áo nhu tình nữa là ok lời luôn. Chặt rương rồi, anh em đợi chút. Chặt. Ra áo nhu tình hả? Ok, hên xui nha anh em. Cố gắng kiếm cái áo nhu tình 20 rương cuối nè em ơi. 20 rương cuối nè em ơi. Dây chuyền. Dây chuyền đậu xanh.
nhận. Lại một ngọc bội nhu tinh. Trời đồ từng cái áo ngon rồi. Ngọc bội nhu tinh rồi anh em ơi. Ngọc bội nhu tinh rồi anh em ơi. Bội 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 bội. Lượm cái 25 ngơi. Lượm cái 25 ngơi. 19 trời ơi. Min nói chung là cũng được. Trời ơi ngon vậy ta. Quá ngon. 2 ngọc bội nhu tinh rồi. 2 ngọc bội nhu tinh rồi. Êm rồi. 2 ngọc bội nhu tinh. Server này hiện tại ngọc bội nhu tinh rất là hiếm anh em. Hiệp cốt rất là hiếm nha. Không phải đơn giản đâu nha anh em. 3 cái cuối cùng. Dây chuyền. Dây chuyền. Dây chuyền đậu xanh toàn dây chuyền. Nhẫn. Đục thiếu áo nhu tình ta. Nhá áo nhu tình anh em. Adder xin áo nhu tình. Nhu tình. Ủa xanh hơn hết 100 rương rồi. Cái áo nhu tình là mắc nhất anh em à. Đủ áo hiệp cốt. Đậu xanh. 50 không? 50 không? 50 không? 50. Đầu 46 nè em ơi. Trời áo hiệp cốt ra khá là nhiều. Áo hiệp cốt ra khá là nhiều. Chuyển rương nè em ơi. Hello anh em nha. Ra áo hiệp cốt khá là nhiều. Chung là khá là nhiều. Được 2 ngọc bội nhu tinh là có tiền rồi. 2 ngọc bội nhu tinh này mèo bèo 50 kim là chuyện bình thường anh em. Đó. 2 ngọc bội này 50 kim là một cái là chuyện bình thường. Xem này hiện tại rất là hiếm. Không phải đơn giản dở có đâu anh em. Nghiêm cốt. Rồi còn 9 cái cuối cùng. Chặt rương quá, phải bỏ qua rương bên này thôi anh em ơi. Full rương rồi. Ở đủ chết rồi, đủ chỗ không ta chết rồi. Hello anh em nha. Đây bỏ bớt qua anh em ơi, khỏi chặt rương nha. Còn có 9 cái cuối cùng rồi anh em ơi, 9 cái cuối cùng rồi. Thôi dọn sơ sơ tí rồi, không biết có đủ chỗ hay không này. Áo. Áo được rồi, nhìn áo này. 1, 2. Rồi đủ chỗ rồi. Rồi, hết chỗ luôn em ơi. Có ông này, tí là chừng nào giờ luôn. Mở xong cái này mở tiếp 100 rương của ông. Ông này đưa 100 rương mở giùm anh em. Ok, đưa đây mở luôn ông ơi. Đây. 9 rương cứ tiếp tục cuối cùng nha. Dây chuyền, dây nhẫn. Rồi xong, không có áo. Mít áo rồi, không có áo nè em ơi. Không có áo. Giao dịch 100 rương đây. Mở cho. Rồi rồi lấy clone. Nhận rác. Nhặt đồ. Đây đây Z đâu. Giao dịch 100 rương đây tôi mở cho. Để ra mua đã. Ok, mua đi. Có hú. Đó, có hú mở cho bình thường mà. Rồi ok. Rồi được rồi, tầm này thì đồ nhiều quá anh em ơi, không đủ chỗ rồi. Nhiều cấp rương nữa. Đó, chốt được một set hiệp cốt anh em ơi. À, 100 rương dao động khoảng tầm ổng mua chắc khả nghĩ xa kẹ giá khoảng 500 xu đi. 500 xu một cái thì nó tốn khoảng tầm 50 kim. 50 kim nha anh em, tốn khoảng tầm 50 kim. 50 kim ra được một set hiệp cốt, anh em thấy có lời không anh em? Dao động 50 kim có một set hiệp cốt và một rương đồ. Một rương đồ này anh em xem này. Thì anh em thấy có lời hay lỗ anh em? 50 kim mà tính ra được mớ đồ này và kèm theo một set hiệp cốt. Match up mà cái áo thì hơi mình nói chung áo là chung, áo là chung với lại dây chuyền chung thôi. Đó. Rồi, hai người bội nhu tình. Nói chung là lời hay lỗ anh em? Anh em thấy lời hay lỗ? Đó. Anh em thấy lời hay lỗ anh em comment thử anh em. Khải nghĩ tầm 50 kim thôi, ổng có 100 rương tầm 50 kim đấu lại thôi. Vậy nè, dây chuyền mát này, nhẫn mát này, ngọc bội 328, áo 49 đó, thấy chưa? Một bộ này bèo 450 kim rồi anh em, đó, bộ đồ này 450 kim rồi. Server hiện tại, server Hành Sơn hiệp cốt thì có bao nhiêu bộ đâu. Đúng không? Thấy chưa? Còn cái này là bèo 50 kim bán cũng ok anh em. Đó, lỗ hay lời anh em? 50 kim thì Khải nghĩ là được một set đồ này với lại một đống đồ này là xong này. Xong này mấy cái foil này nè. Mấy cái... À ok ok. Cho hả? Cho hả? À ok. Hùng bá đưa 20 rương. Đợi xíu Trung Phạm ơi. Hello anh em nha. Ok được 20 rương nữa này.
cho mình với giao dịch. Đây, tiếp tục 20 rương nữa anh em ơi. Ok anh. Rồi, khui 20 rương anh em ơi, Áo nhu tình rồi. Nhận. Ui, đủ không có áo nào hết. Trời ơi. Rồi, hết chỗ chứa rồi, không có áo luôn em ơi. Thùng nữ thằng Liên, áo, ôi nhầm, dây chuyền đậu xanh. Hết rồi anh em ơi. Chúng là được một set đồ anh em, hiệp cốt. Quá ưng. Đấy, nói chung là đơn giản thôi. Muốn khoe anh em là được một set hiệp cốt. Xin hãy nhận kích đồ, ok. Của ông anh, không phải của tôi. Exit rồi, 20 cái cuối exit rồi. Full đồ. Ok, nói chung là ok rồi anh em ơi. Nói chung là video này thì bói cho anh em xem cho vui là 120 rương nè. Nói chung 20 rương cuối nữa mà. Nói chung là cũng được một set hiệp cốt, cũng ok rồi. Cũng không có gì hết. Nói chung là nhu tình hiệp cốt các kiểu thôi, không có gì. Nói chung là trên này thì nói chung là giờ cái mấy cái này để bán shop thì được tiền vàng thôi nè. Còn đỡ dành đấy, đỡ dành cho xe thì cũng được. Còn đó là tùy quyền của anh thôi. Thôi ok, bây giờ Khải Khải về server Đại Gia Sơn anh em. Khải về server Đại Gia Sơn nha. Có gì chúc anh em xem livestream này một buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ một like, một chia sẻ. Và anh em nào có xem trên kênh YouTube của Khải thì đừng quên ghé vào kênh YouTube ủng hộ một like, một chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi buổi livestream từ kênh YouTube của Khải cho vui nha anh em. Ok, bye bye anh em trên fanpage nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Rồi, chúng ta sẽ trở lại server mới thôi. Trời ơi, một rương luôn. Được một set là ngon anh em, đồ mà tưởng không ra là